Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những khán giả những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, đập Yamatan vỡ, nguyên nhân một phần là do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận trên thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Sương và tỉnh Hồ Bắc và Bối Lăng, thành phố Trung Khánh, Trung Quốc, được xây dựng trên sông Trường Giang vào những năm 2014. Nhưng công trình phòng chống lũ lụt và sản xuất điện này khi ngày hôm qua cơn bão đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử, lượng mưa cả năm đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Có người dân đã gào lên rằng trời sập đến nơi rồi. Một thảm họa đó đã gây ra cơn sóng thần khổng lồ rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5 m, lao với tốc độ khoảng 60 km/h, gây ra một thiệt hại là từ 120 đến gần 300 người thiệt mạng trong vụ vỡ cống hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố là chỉ có 85 người. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều điều mà những người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Jiang Xin, một nhà thủy văn tham gia xây dựng đập Tam Hiệp, cũng đã từng bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng đập của chính phủ. Ông đề nghị xây 30 cửa cống và thoát nước cho đập Yamatan, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ trích vì quá thận trọng và dự án đã được thu nhỏ lại thành 22 cửa cống, một công đoạn thứ tư, và sau đó được thêm vào là xét duyệt nhiều dự án xây dựng của ông Tập thực ra là vô cùng lãng phí và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 trong số 500 hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Kế Chân lên nắm quyền và đều đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác bị đổ vỡ trong cuộc đời Tập. Các nhà quan sát Trung Quốc tiếp tục cho biết, trong nhiều năm hồ chứa được xây dựng trong thời đại nhảy vọt và sụp đổ tan tành trong một cơn bão dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn, mà thậm chí là cả vụ vỡ đập Bản Kiều giống như họ vẫn thường làm khi các kịch bản khác thường xảy ra. Theo David Paulo thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn về báo chí nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bản Kiều hay đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra, là kết quả của sự thiếu sót trong chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu minh bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã góp phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ vỡ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo ngoài phạm vi lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng, các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là đặc sắc và là những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và cũng nhiều hệ thống phòng chống quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 1950-1980. Theo báo cáo của Rivai, nhiều hệ thống từ thời Mao được làm từ đá và đất sét chỉ có tuổi thọ 50 năm. Và đây chính là vấn đề đang được khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc đang đau đầu. Khi dịch bệnh vừa mới được kiểm soát, chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra. Nguy cơ vỡ đập liên hoàn, chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Willow cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Sư Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Trả lời phỏng vấn Radio France International, nhà thủy văn học của Trung Quốc Wang Willow đã đặt ra câu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp khổng lồ, cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và diễn ra nhiều bất cập về tình trạng của đập Tam Hiệp hiện nay. Ông Willow cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng.
ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở vùng hạ lưu sông Thương Tử mà họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn, các trận mưa không ngừng làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới. Đập Tam Hiệp, chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, chính Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Jia Jiazhu cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ ở giới hạn. Chuyên gia Willow cũng đã chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ báo Toàn cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang Willow. Trong bài báo xuất bản ngày hôm qua, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện tại. Theo lập luận của ông, mưa lớn ở hồ chứa đập Tam Hiệp mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng việc thiết kế để đáp ứng được mực nước 175m hoặc lượng nước 70.000 mét khối trên giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước vào là 26.500 mét khối trên giây, đập vẫn an toàn. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập Tam Hiệp này nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Đầu Bình, Nhi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công vào năm 1994 và vận hành hoàn toàn vào tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 32 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất 22.500 MW, với sản lượng điện năng năm 2018 đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của đập Tam Hiệp khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Các bạn thân mến, nhiều ngày gần đây Trung Quốc đang xảy ra nhiều động thái kỳ lạ, đến nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc cũng phải bó tay. Những hiện tượng kỳ lạ này đã khiến cho người dân Trung Quốc và cả thế giới phải khiếp sợ. Khi nghe tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ, cá nhảy lên mặt đất, chim bay lên trời bỗng rớt xuống trúng đầu người dân. Những động thái này như đang báo hiệu ngày tàn của Trung Quốc, của đất nước này. Gần đây một số nơi xuất hiện hiện tượng kỳ lạ cá đột nhiên nhảy lên mặt đất. Trong khi đó, nước là nơi giúp cho cá sống hàng ngày. Tuy nhiên, dường như mặt nước có một thứ quái lạ đáng sợ gì, hay chăng mà cá lại nhảy lên bờ như vậy? Các cụ ngày xưa truyền tai nhau kể lại rằng đây chính là dấu hiệu của một trận động đất kinh thiên động địa sắp xảy ra tại Trung Quốc. Theo các thông tin trên các mạng xã hội, các chuyên gia nói rằng đây có thể là sóng siêu âm. Sóng này được truyền từ mặt đất. Nghe sóng siêu âm nên các loài cá này cảm thấy sợ hãi khi ở dưới mặt nước, có thể là một trận động đất lớn sắp xảy ra. Trong quá khứ cũng đã từng ghi nhận hiện tượng cá nhảy lên mặt đất. Và rồi vài tháng sau, một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã xảy ra tại Indonesia, kèm theo đó là sóng thần và núi lửa. Nên những lời các cụ kể lại là có căn cứ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang thắc mắc rằng liệu điều này có ảnh hưởng và đe dọa đến đập Tam Hiệp hay không. Chưa có chuyên gia nào chứng minh về điều này. Thế nhưng những loài cá sống dưới mặt nước nhưng lại nhảy lên giống như các cụ ngày xưa nói, nó có thể cảm nhận và biết trước được sự việc sắp xảy ra. Theo như phóng viên của chúng tôi đã thu thập được một đoạn video cho thấy, những con cá này nhảy lên mặt đất, hàng ngàn con xuất hiện ở nhiều khu vực như Cát Lâm, khu danh lam thắng cảnh Linh Hồ, Thái Châu, Tuyết Giang. Sự xuất hiện của rất nhiều rơi trên bầu trời khiến cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng. Không biết có phải sắp tới có một điều kỳ quái sắp xảy ra, hay là một trận động đất chăng? Theo kinh nghiệm của dân gian người Hoa, các hiện tượng tự nhiên như thiên tai và thảm họa thường hay được dự báo trước bởi các hành vi bất thường của động vật. Lần này, rơi xuất hiện theo đàn và một số người lo lắng rằng loài rơi đã cảm nhận được động đất hoặc các thảm họa khác sắp xảy ra. Một cư dân mạng có tài khoản Baidu Now có viết rằng rơi có thể cảm nhận được 6 siêu âm từ 1.500 đến 50.000 Hz. Hệ thống định vị siêu âm của nó cực kỳ ưu việt, không chỉ có biên độ rộng mà nó còn khả năng chống nhiễu mạnh, có thể gấp 200 lần so với khả năng nhận tín hiệu phản xạ của côn trùng trong quá trình bị nhiễu. Do đó, rơi sẽ di cư trước động đất. Điều này có liên quan đến cảm thụ sóng siêu âm của chúng. Thưa quý vị,
mưa lớn ở Quảng Tây và Quảng Đông đã phá kỷ lục lượng mưa lớn nhất trên thế giới, vượt mức báo động xảy ra trên 10 con sông của 9 tỉnh, trong đó 12 trạm tại 15 con sông Quảng Tây. Nhà cửa mùa màng của người dân bị phá hủy nặng nề, nhiều làng xã thị trấn thành phố các tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng, giao thông bị gián đoạn. Và gần đây nhất là Trung Quốc liên tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên khiến cho người dân đại lục lo sợ và một số người giàu có điều kiện đã tìm mọi cách để chuyển sang nước ngoài định cư vì họ tin rằng ngày hủy diệt của Trung Quốc sắp đến rồi. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn.